mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử ông Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên. Nguyễn Công Khế sinh năm 1954 tại Quảng Nam, là nhà báo, đồng sáng lập báo Thanh Niên và tổng biên tập báo Thanh Niên từ năm 1988 đến năm 2008. Ông từng là ủy viên ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, được huy chương vì sự nghiệp báo chí, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên. Trước 1975, ông hoạt động trong phong trào sinh viên, học sinh tại Đà Nẵng và Sài Gòn chống chính quyền miền Nam cũ. Sau 1975, ông công tác tại Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó chuyển sang công tác tại Báo Phụ nữ Việt Nam. Năm 1986, ông cùng Huỳnh Tấn Mẫm sáng lập Báo Thanh Niên, diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ông giữ vai trò phó tổng biên tập. Từ 1988 đến nay, ông làm tổng biên tập báo này, được coi là tổng biên tập thâm niên nhất trong làng báo Việt Nam. Ông góp công lớn trong việc đưa Thanh Niên từ một báo nhỏ xuất bản một kỳ tuần trở thành một trong những báo lớn nhất và có nhiều độc giả nhất tại Việt Nam hiện nay. Ngoài công tác báo chí, ông hiện là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tham gia nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Ông là trưởng ban giám khảo nhiều cuộc thi như Siêu mẫu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Đồng thời, ông từng là thành viên ban giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2007, Hoa hậu Hoàn vũ năm 2008 và Hoa hậu Trái đất năm 2011. Ngày 16 tháng 01 năm 2024, ông Nguyễn Công Khế cùng với ông Nguyễn Quang Thông bị cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can, bắt tạm giam do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Quá trình điều tra đến nay xác định, hai ông Nguyễn Công Khế và đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, năm 2008, Báo Thanh Niên có chủ trương mua khu đất của nhà máy thuốc lá Sài Gòn, địa chỉ số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, để xây dựng trụ sở tòa soạn. Ông Nguyễn Công Khế lúc này là tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Báo Thanh Niên chiếm 51% vốn điều lệ, và một doanh nghiệp thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Thanh Niên. Mục đích nhằm triển khai thực hiện dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất nói trên. Báo Thanh Niên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng khu đất 151-155 Bến Vân Đồn. Quá trình thực hiện, Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông đã ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Thanh Niên không qua đấu giá theo quy định. Sau đó đã ký biên bản thỏa thuận chấm dứt hiệu lực hợp đồng hợp tác đã ký vào ngày 10 tháng 1 năm 2008, dẫn đến toàn bộ khu đất 151-155 Bến Vân Đồn đã chuyển nhượng cho tư nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.